50, có cắt được tóc ngắn không? Bây giờ Xuân thấy khá là nhiều chị em thích tóc ngắn, tuy nhiên là sợ cái tuổi tác mình không cắt được, sợ về nhà mọi người nói là nhiều tuổi rồi mà lại cắt tóc ngắn. Chị em nào đang có suy nghĩ thế thì hoàn toàn sai nhá. Thật ra ấy, thì một mái tóc đẹp là một mái tóc nó phù hợp, nó phù hợp từ khuôn mặt này, cái gu ăn mặc của chị em và cái thói quen chăm sóc của chị em ở nhà. Và Xuân thấy khá là nhiều chị em do tuổi tác cao nên dẫn đến là tóc càng ngày càng rụng và mỏng với không có thời gian chăm sóc tóc nhiều. Kiểu tóc ngắn này là hoàn toàn hợp lý khi chị em lựa chọn nhá. Kiểu tóc hôm nay của Xuân cắt nó gọi là tóc bốp. Kiểu này Xuân thiết kế nó có từng lớp và tạo độ bay bổng cho mái tóc, giúp mái tóc của chị em vừa trẻ và không thiếu sự trang trọng. Kiểu này thì rất là hợp với những chị em nào mà có khuôn mặt tròn này và khuôn mặt trái xoan, thì để kiểu này nó sẽ che khuyết điểm rất là tốt. Đặc biệt kiểu này về nhà chị em chỉ cần sấy khô thôi là nó sẽ vào form rồi. Nên là những chị em nào mà U40 này, 50 thì đừng bỏ qua kiểu tóc này nha. Ôi buồn giờ băng lâu lạnh xuyên đêm, sương đã ơi, tôi ướt lạnh.